Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn cùng nhau đi tìm hiểu về cái hệ thống hơi của động cơ. Động cơ ở đây là máy cắt cỏ các bạn. Thì nói về cái động cơ cắt cỏ và máy cưa thì cũng y chang nhau thôi các bạn. Thì các bạn thấy đây là cái máy này tụt hơi nè. Đấy, thì các bạn thấy đây là cái máy này nó tụt hơi nè. Thì tại sao các bạn nói là những cái máy mà nó không xước nhưng mà nó bị mắc hơi, thì các bạn thấy đây quả bê tông này nó không có bị xước ha, nghĩa là nó không xước nhưng mà cái nòng của chúng ta bị lột nè. Lột là như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem cái nòng lột như thế nào. Đây các bạn thấy con điểm trắng như thế này, nó lột đây, nó lột. Nếu mà nó lột bên họng xăng thì chúng ta sẽ gặp khó chúng ta cái vụ mà lấy hơi các bạn. Thì các bạn thấy đây mà đa phần là nó lột bên cái họng xăng là nhiều á, là lý do là bên đây là nó lấy hơi, đây nghĩa là nó giúp cái đường xăng chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà nó lột bên cái họng xả thì nó đỡ được một phần, chúng ta có thể chạy thêm một cái gọi là cái thời gian nhất định nữa các bạn. Thì các bạn thấy đây, đây là cái nòng lột ha. Đó, nó có điểm trắng chỗ này. Còn chẳng hạn như cái nòng mới thì chúng ta thấy đây. Nó ở nòng chúng ta bóng loáng như thế này, gọi là nó không có cái độ gọi là có hiện tượng lột giống như là cái nằm bên đây. Giờ thì mình sẽ đi giáp cái dàn hơi cho các bạn xem luôn ha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn cái vấn đề mà cái dàn hơi ha. Rồi, nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái gọi là, các bạn thấy đây có một cái sát bơm máy bơm trên đó. Thì mình đã xuống lại sử dụng cái máy cắt cỏ thông thường của mình. Thì phương pháp như thế nào? Thì các bạn thấy đây. Chúng ta chỉ việc là chúng ta giả ra, chúng ta cắt cái dên các bạn. Chúng ta cắt lại chục phiểu nữa nè. Thì ở đây mình có một cây sẵn nè, mình đã đi cắt rồi ha. Thì các bạn thấy đây là mình đã đi cắt và tiện chạy dân lại ha. Đấy, thì mình sẽ giáp vào cho các bạn xem. Thì một chút giáp như thế nào, những giáp cái phần cắt cỏ này có lưu ý những gì thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái bộ này ra, mình sẽ lắp vào ha. Có một bộ kit mới các bạn. Thì các bạn muốn lắp mới thì chúng ta cần quan trọng những gì đối với những dòng máy cắt cỏ hai thì này. Thì các bạn thấy đây là đối với những quả bê tông mới thì chúng ta có hình mũi tên nè. Các bạn thấy đây, phần bê tông, đỉnh bê tông nó có mũi tên, nhưng cái quả bê tông của chúng ta thì không có các bạn, nó chỉ chấm thôi. Đây thì chúng ta thấy có phần mũi tên tại đây. Thì các bạn là hay thắc mắc với mình là mũi tên xây về cái họng xả hay là họng xăng, thì hôm nay mình sẽ chi tiết cho các bạn hơn. Là đối với những dòng hai thì này, các bạn đừng có quan tâm, gọi là đừng có chú trọng đến những cái phần mũi tên của đỉnh bít tông. Các bạn quan trọng về cái phần ạch vô nè, cái điểm mặt vô của này nè. Quả bít tông của chúng ta chỉ cần quan trọng là cái điểm mặt vô này thôi, mặt vô của dãnh bạc đó. Là các bạn để bên nào, vị trí nào mà nó hạn chế gọi là cái độ mà sốc của hai cái dãnh này nè. Đối với máy hai thì các bạn đơn giản ha, chúng ta chỉ có hai bên thôi. Nhưng mà đối với máy cưa đó sẽ phức tạp hơn tí. Thì các bạn thấy đây, cái điểm mặt vô hai trái nó nằm như vậy nè. Nè, thường cái dòng cái ạc vô này nó nằm bên cái họng xăng là nhiều các bạn. Hai cái điểm mặt vô nè, nó nằm bên cái họng xăng nè. Thì cái điểm mặt vô nó nằm bên họng xăng. Thì các bạn thấy đây, đây một điểm và đây một điểm. Thì các bạn thấy là do cái họng xăng của chúng ta nó nằm chề ở phần bên dưới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó nằm lúc nào cái họng xăng các bạn, nó nằm cũng thấp hơn là cái họng xả chúng ta ha. Nó nằm thấp hơn. Do vậy cái lá bạc đi chúng ta đi xuống lúc nào nó cũng nằm tương đối khoảng một lá này thôi, chứ không bao giờ nó xuống hết hai lá các bạn. Chỉ có là bên cái phần xả này nè là mới xuống hết hai lá ha, lại xuống tới đây. Nhưng mà ở bên đây là chúng ta chỉ xuống được có một phần nhiêu đây các bạn, là phần nhiêu. Ngược lại bên đây thì chúng xuống hết trơn nè. Thấy các bạn thấy không? Do vậy chúng ta lắp cái hai cái điểm mặt vô này nè là nằm bên cái họng xả, cái họng xăng này các bạn, nằm bên cái họng xăng này nè, để cái hạn chế là cái độ sốc của nó. Bởi vậy rồi chúng ta xây bên đây vẫn được, đối với cái nòng này chúng ta xây bên nào vẫn được. Nhưng mà đối với 34 ly là nó nằm bên cái họng xả là nhiều các bạn. Do vậy các bạn cứ việc mà chúng ta quan sát hai cái điểm bạc vô này thôi, chứ chúng ta đừng có quan trọng đến mũi tên. Mà chúng ta muốn biết đặt ở bên nào thì các bạn có thể hào thử như thế này để mà chúng ta có thể cho cái quyết định chính xác. Do là mỗi phần mỗi khác các bạn. Thì các bạn thấy đây, đối với những dòng máy cưa nè,
chúng ta thấy máy cưa nè, các bạn thấy phức tạp hơn không? Hai cái rãnh lấy hơi của nó nằm hai bên, hai rãnh lấy hơi nằm hai bên mà thêm hai cái lỗ nữa nè. Các bạn thấy đây một cái lỗ xả nè, và đây là một cái lỗ hút nữa nè. Các bạn thấy nó phức tạp không? Do vậy là mình mới chia sẻ các bạn, khuyên các bạn là trước khi lắp quả bê tông vào thì chúng ta nên xem lại cái đỉnh nạp vô của nó có gặp trở ngại những cái tình huống như thế này, chẳng hạn giống như là cổ gà bạn. Nếu mà cái điểm mặt vô chúng ta mà đụng phải những cái lỗ gà như thế này thì nó lúc nào các bạn giật máy lên là nó sẽ sốc và làm gãy bạc xiếc măng của chúng ta. Các bạn lắp vào cho các bạn xem. Thì đối với những dòng này thì cắt cỏ thì các bạn lưu ý cho mình, đối với những dòng cắt cỏ mà đặc biệt là 33 ly nè các bạn, là hai gạt vô này nó nằm bên cái họng xăng là nhiều các bạn. Cái họng xăng thì cái mũi tên, họng xăng thì cái mũi tên nó nằm bên cái họng xăng ha. Còn đối với những dòng khác thì cái mũi tên nó nằm như thế nào thì mình không quan trọng, nhưng mà mình chỉ xem là cái gạt vô thôi. Rồi mình sẽ giáp vào. Lắp vào và chúng ta đã gài hai cái phe rồi. Thì các bạn thấy đây là chúng ta nhìn từ mặt trước nè, cái họng xăng chúng ta nằm bên hông nè. Đấy, các bạn thấy không, là cái họng xăng chúng ta nằm bên hai điểm mặt vô bên đây. Các bạn nên quan sát trước khi lắp là chúng ta đặt cái điểm mặt vô này vào cái nòng cho nó vị trí nào là phù hợp thì chúng ta lắp thôi các bạn. Rồi còn cái vấn đề mà để kiểm tra cái xét măng này nè, vấn đề mà để kiểm tra cái xét măng này là cái loại nào mà chúng ta xài được và loại nào chúng ta xài không được. Thì đây mình cũng đây đối với những bộ kit mới, các bạn thấy tại sao mình hay có vụ mà xài bạc trắng. Đối với bạc này là lá bạc thép ha, thì các bạn hỏi tại sao là mình hay sử dụng bạc trắng nhiều hơn là bạc đen. Do bạc này là bạc thép các bạn, nó xài nó dễ bị cào nòng, do vậy mình không có sử dụng. Thì để kiểm tra và nhận biết như thế nào bạc thép thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay sau cái phần mà mình nói là cái phần này là cái bạc thép ha. Thì các bạn thấy đây nè, nó bạc nhôm là chúng ta bẻ sẽ gãy ha, nhưng mà bạc thép thì các bạn thấy đây, nó bạc của chúng ta rất là dẻo đó, thấy không? Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn là để chúng ta nhận biết thế nào bạc nhôm, thế nào bạc thép là xét măng nha. Rồi ok, thì để thử được cái để mà kiểm tra và xác định đúng bạc thì mình sẽ cho các bạn xem là cái bạc thép và cái bạc nhôm nó khác cái âm thanh như thế nào các bạn. Thì đây là cái bộ kit bê tông mới các bạn, bộ kit nòng bê tông mới. Thì các bạn thấy đây là bộ này là bộ nòng tiêu 26 ha. Thì thường là các bạn nói là nó, các bạn giáp nguyên cái bộ kit này mới thì nó không có, thường là nó không có chuẩn các bạn, nó yếu hơi đó. Hoặc giả là những cái loại bạc mà gọi là cái xét năng thép như thế này nè, chúng ta chạy nó rất là dễ bị gọi là cạo nòng của chúng ta, nó làm cho cái nòng của chúng ta do cái xét măng này nó cứng các bạn, bạc này nó cứng hơn bạc nhôm ha, là nó sẽ cạo nòng của chúng ta, thì nó dẫn đến cái hiện tượng đó là máy chúng ta hơi yếu mà chạy mau hư đó. Thì mình sẽ thử cái âm thanh cho các bạn xem ha, mình sẽ thả dơi ha. Đối với vật liệu thế này nè, đấy các bạn nghe cái tiếng âm thanh rất là thanh của cái tiếng kim loại các bạn nè.
Đó. Lại với bạc trắng nè, tại sao các bạn nói thấy mình là chiên là giáp máy là sử dụng bạc trắng? Thì các bạn thấy đây, bạc trắng là nó thường nó là chúng ta sẽ đảm bảo được là nhôm các bạn. Thì vì trắng là nhôm là chính xác rồi. Đây, chúng ta sẽ thả rơi ha. Thấy. Các bạn nghe tiếng âm thanh nó khác. Còn đây nè, đây là bộ bạc zin của nó. Gọi là cái bạc đen tốt. Thì mình sẽ xé ra và mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Nậu mà chúng ta có thể bóp như thế này. Chúng ta bóp như thế này là chúng ta có thể xác định được là bạc của chúng ta đó là cảm nhận được là bạc chúng ta là đang là bạc nhôm hay là bạc thép các bạn. Thì mình sẽ thả rơi thêm một lần nữa ha. Đấy. Đó. Là tại sao lý do là mình hay có vụ mà gọi là mình hay giáp bạc trắng là lý do là khi mà mình mua đó các bạn, là mình sợ họ giao cho mình nhầm những cái lá bạc như thế này nè, gọi là cái xét măng này nè. Đó. Là về là chúng ta sẽ mất tiền mà chúng ta còn lại phải bỏ nữa. Là chúng ta giáp vào không có hơi và là nó cào nòng của chúng ta. Thì các bạn thấy đây hai lá bạc này chúng ta có thể rất là khó phân biệt. Gọi là hai cái xét măng này nè. Thì các bạn thấy đây nè, nè cái âm thanh đó nè. Đó. Thấy không? Đó, đó là cách nhận biết cái xét măng nhôm và bạc. Còn các bạn có thể thử được cách khác được không? Thì mình cũng đã thử rồi các bạn. Là mình sử dụng cái 500. Mình thử dụng cái 500 cái từ trường thì mình thấy là không có xác định được. Thì cái nào cũng hết các bạn. Đây không? Các bạn thấy là bạc nào cũng hết hết, nghĩa là sắc năng nào cũng hết hết. Thì chúng ta chỉ có cách là quan sát ra cái qua cái như thế này. Rồi. Mình sẽ vừa chia sẻ với các bạn cách chúng ta nhận biết bạc và sắc năng. Kiểm tra xong xuôi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp vào các bạn. Thuận không? Đối với những cái đời mà bơm nước nè. Nè. Trên này thì để là máy tính gia băng các bạn. Máy tính gia băng. Nhưng bên dưới thì ngược lại là máy tính China. Máy tính China ở đây là sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà trên này thì tại của gia băng. Thì các bạn thử nghĩ xem là cái dòng máy này của Nhật hay là của Trung Quốc. Không đóng lắp ha. Do vậy những cái dòng máy này mình thì các bạn thấy đây là đối với những dòng mâm lửa nó thì cũng vẫn là của Nhật ha. Rồi, thì họ nói gì họ nói nhưng mà mình sẽ xài thì sử dụng thì các bạn sẽ biết. Giờ mình sẽ tiến hành lắp lại những cái phần còn lại. Chúng ta tiếp tục. Yeah.
Nếu các bạn thấy mà lửa chúng ta xa quá, chúng ta có thể canh lại ha, cho phù hợp. Đối với những dòng bơm nước này thì nó sử dụng loại ốc này các bạn. Thì một chút mình sẽ thay đổi lại. Tạm thời mình gắn cho nó như vậy. Các bạn biết tại sao là đối với những dòng TU nó chạy cái bô nó tiếng máy rất là ấm. Thì các bạn thấy đây, nó có cục lượt ở bên lượt ấm bô bên này nè. Mình sẽ rút cái này bỏ luôn. Thì đối với những cái bình chế của nó các bạn, là nó xài tay ga này, các bạn muốn chuyển lại chế này thì các bạn bắt buộc phải là bỏ đi cái phần này, chúng ta lắp lại ha. Do mình nếu mà chúng ta tháo này ra nó sẽ hư các bạn, do này nó bắn ha. Thì mình còn muốn tận dụng lại cái loại chế này nên mình không có phá đó, thì mình sẽ sử dụng cái loại chế khác. Yeah.
đấy, các bạn chỉ cần lắp bố cơm vào nữa là chúng ta có thể lên đại sử dụng máy cắt cỏ các bạn. Đấy, như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn cách là chúng ta xuống chuyển đổi từ cái con bơm nước các bạn, bơm nước trên chúng ta chuyển lại con máy cắt cỏ thông thường, và cách lắp lại bê tông bạc mới, và cách nhận biết cái hệ thống bạc xích măng. Thì các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn nhớ nhấn like, còn những bạn nào chưa đăng ký các bạn cứ đăng ký kênh và bấm chuông để được thông báo những video mới nhất các bạn. Rồi chào các bạn ha.